Rồi, mến chào anh em nha. Thì hôm nay giao cái mình đã giao cái cục máy về Khánh Hòa, được Điện Thái về Khánh Hòa up lên cái kênh mà Đinh Nguyễn 37 cho anh em xem. Thì trong cái video ở bên cái kênh Đinh Nguyễn 37 á thì cũng đã quay cho anh em mà nghe cái tiếng máy của cái con The Dream Lùng này rồi ha. Xe này thì khách làm để đi chở hàng nhưng mà điều cũng kỹ lắm anh em ha. Chúng bay chơi hàng mà nắp tan hết đâu nha. Nhìn xe thì biết chủ xe cũng chịu chơi lắm á. Thì anh em nào có xem trong cái video đó thì cũng biết rồi ha. Bây giờ thì tối rồi cũng nghỉ, ngồi đây quay lại cho anh em với lại chủ xe đều xem. Thì xe này thì nó bị hú nồi nha anh em. Chủ xe mình đã nổ máy. Xe này thì nồi Trung Quốc, xe Trung Quốc thôi, chứ không có gì hết. Tàu lao đây, cái đống đồ nghề bay tầm bạ đây. Thì em cũng đã rửa xe máy móc rồi, nó đi về rồi anh em ơi. Quay lại số máy Trung Quốc này nó hơi mờ nha anh em. Xe này nó có số máy là 957, còn cái hàng trên thì nó khác hàng dưới á. Mấy cái xe Trung Quốc này thì nó đóng cái số nó mờ lắm. Xe Trung Quốc, Trung Quốc, nhưng mà chủ xe cũng đã đầu tư một cái lốc nồi xịn luôn nha anh em. Lốc nồi với lại vàng mâm lửa nè, nhìn không lầm thì mâm lửa nè, vàng mâm lửa xịn ha, để mà đi đường rồi lửa củi nó ổn định. Chủ xe đi chở hàng em vô lăng nè, mình thường thường là làm máy xe cho có đủ vô lăng này, vô lăng xịn nha anh em. Là máy xe cho khách thì quay nè, Mitsuta nè ha, vô lăng xịn luôn. Chủ xe đầu tư cho cái máy này cũng chắc lắm đó, mà tại vì nó không êm, chạy lâu, quá trình chạy lâu rồi cần phải mở ra làm lại. Đây cái cúc cam ba lỗ anh em, cam ba lỗ, cam còn được nè. Còn thường thường mình quay cho anh em xem thì ít có kiểm tra mặt nạn. Khi mà mình ráp hết bộ máy rồi bắt đầu là tới cái vàng cam còn đi ngồi, trước khi thả cái cam vô thì kiểm tra. Quan trọng là trong cái phần bụng máy trên bọng đồ đó anh em ha. Còn cam cò thì chẳng qua mấy xe thì đi Thái rồi hay quay thôi. Xe này thì cò cũng còn được, không đến nỗi gì ha. Số má đồ cũng ổn định. Mấy cái xe mà anh em khi mà làm chở hàng thì anh em đặc biệt chú ý cái đây này. Đây, chú ý cái đầu nhông tải nè, nó hay bị khuyết ha, xử lý nó. Đây, mình mới có rửa thô thôi anh em, rửa máy rửa thô có nghĩa là rửa qua vậy nè, rửa qua vậy. Rồi khi mà mình ráp lại, cái đầu trước khi chụp vô là mình cạo ron đồ lại. Rồi, cái nào nó bẩn quá thì thôi, cái nào mà nó chốc đồ là mình phải xịt đánh đồ lại. Rồi bắt đầu kiểm tra sơ mi, ốc nhớt lần nữa rồi ráp. Đặc biệt là anh em khi ráp máy thì chú ý ở đây nè, máy giờ hơi xịt vô thông cái lỗ nhớt vô ở dưới đây nữa, cái lỗ trong cái hốc này nè, nhìn qua con ốc nhớt đó anh em á, phải vệ sinh sạch sẽ trong đó đi ha. Thì lúc nó nghẹt nhớt nó vô không được. Rồi thì khi mà ráp máy thì anh em cũng phải để ý mấy cái này nè, nó có bỏ vô cái dơ nó có rộng không, nó bị vấn đề gì thì đi đóng bật thao lại liền ha, hay bị xì nhớt bên mâm lắm. Đây là cái đống đồ mà mình mới đi làm về đây. Quay cho chú xe coi. Ê, chưa có rửa nha anh em. Ở đây đây là gì đây? Đây là trái cốt tứ nè anh em. Đó anh em thấy không? Trái 100 cốt tứ. Thì mình vớt nhẹ cái dành ngoài của cái bê tông đó em. Anh em, đó nằm sát cái lòng ha. Đó anh em thấy mình xoáy cái lòng không? Anh em nhìn nè. Đó, do lòng á, do lòng như thế này thì khỏi chê nha anh em, vô là nổ ok, khỏi lo gì hết. Còn nặng nhẹ không là chuyện đó, nếu mà có thời gian thì anh em làm nặng nặng chút đồ đây ha, không có thời gian hay làm nhẹ. Mình bao giờ cũng vậy, có nhiều anh em mà bình luận vui buồn thất thường. Anh em bảo ông này làm xe nào cũng thấy xúc bắp, xe nào cũng thấy xúc bắp. Thì tôi cũng nói thật với anh em như thế này,
thiệt trong cái máy cái gì nó cũng quan trọng hết á ha. Nhưng mà nè, nổ mà nó kêu chách chách thì cũng cặp xúc bắp. Ga thân ti không có ổn định cũng cặp xúc bắp, đúng không? À, hầu như là cặp xúc bắp là nó cũng quyết định nhiều thứ lắm đó chứ ha. Đó, miệng mồm xúc bắp anh em thấy không? Xoáy đâu đó hết như vậy rồi chắc cú làm ráp vô là nó rớt chân là nó nổ ha. Đó, không, xúc bắp làm không nặng không nhẹ ha. Làm xúc bắp là rất là kỹ, đặc biệt mấy anh thợ tiện mà làm xúc bắp luôn. Mình để cái ánh sáng ở dưới đây nè, bắt đầu là mình nhìn lên cái họng đây nè. À, mà xuống là không thấy cái khe hở là nó rất là ok. À, đó là bằng mặt thường ha. Ở trong cái ron này thì mai cậy bỏ anh em, nhưng mà anh em nhìn này, ở trong thêm người ta đánh cạo sạch sẽ ba cái bụi bẩn này nó đi. À, đây cũng vậy nè, thợ tiện làm là phải vậy đó. À, riêng cái phần của ảnh là coi như là co hút co xả là ảnh đánh sạch sẽ cho mình. Ở trong đây cũng vậy, đây cũng vậy, để cho mà cái máy nó thoát ha. Nhiều ông làm thợ tiện, nhiều ông làm ẩu lắm, làm chứ sơ. Đó, còn cái chuyện ở bên ngoài thì chuyện của mình. Anh nào thợ tiện là anh làm có tâm thì anh nhìn mấy cái con ốc cánh bướm rồi đây, tuôn ảnh đóng lại cho mình, ốc bô rồi đây, ốc co xăng. Anh nào mà anh quên thì coi như ráp vô là cắn ớt lúc lên máy rồi ha. Đó, cái đầu bò. Xe này thì mình thay cho khách cái bộ chuông thôi nha anh em. Mình thay cho khách cái bộ chuông nồi thôi. Đó, bộ chuông nồi mới của mình đây. Cái này là mình đi dán bố lại nè. Đó, dán bố lại ha. Này mày nhóc rửa lại. Đây, gì đây? Mặt đạn dên. Đây là trái tim của một cục máy. Mặc dù nó là Trung Quốc hay là cái gì á, thì chuyện của nó mình không quan tâm ha. Chủ yếu là chủ xe họ biết được cái xe của họ là cái xe Trung Quốc, xe của họ là họ đã đầu tư những cái gì rồi. Còn Trung Quốc thì Trung Quốc làm lên cũng phải chạy êm chạy mạnh, ngon lành cho người ta mới lấy tiền, chứ không phải cứ ô ráp cái máy lên cái nơi kêu cà sạch cà xè cái đổ thừa nó là Trung Quốc, không phải ha. Chứ chắc à Trung Quốc cho cái chừng nó êm hơn Diêm Thái đó nha. Dù sao Trung Quốc thì nó cũng ra sao thì Diêm Thái, đúng không anh em? Đây thì dên mình chỉ ép lại thôi, tay tiếp đồ thì cũng không có đến nỗi gì, tay nó chỉ có một cái sọc nhẹ chính giữa thôi, không có sao hết, bao lại ha. Trừ trường hợp nó nặng lắm, đây mình đã anh em thông cảm quay cái một tay cái dên gì này, như lúc dên quốc mà ông vô lên dên Thái thì sao ai biết được, quay thì quay cho nó trót luôn, đúng không anh em? Lột dên cũng đẹp quá, dên này dên gì ta, dên cánh chim này dên gì, ồ dên đẹp quá ta. Đó. À, ép dên anh em ha, nhẹ tơn ha. Bật đạn thì mình đã thay cho khách rồi nè, đó bật đạn nè, đạn natri. Bật đạn bây giờ trên thị trường nó nhiều loại lắm, anh em xài natri, cô vô NTN hay gì đó, nhưng mà quay bằng nặng nhẹ tơn này nè, nó không có xào xẹ gì anh em ha. Kiểm tra bật đạn là ok hết rồi. Anh dên là anh kiểm tra, anh đánh đồ sạch sẽ hết, phay đồ là về là chỉ có ráp. Có rất là nhiều anh em, cũng như anh em, một số anh em ở ngoài Con Cua Nghệ An, ở Lào Cai, Điện Biên thì cũng anh em gửi dên nè, gửi đầu bò, gửi ba càng vô cho mình làm gia công cho anh em mà gửi về. Đó, ngoài anh em ráp rồi hết rồi. Rồi tổng quan những cái món chính trong cục máy là đầu tiên trong cái bụng máy là bộ số với cái dên đó, ráp vô sao mà cái thằng này nè vô làm trăm phát trăm lấy, chứ còn trời ơi ráp hết vô mà nó cái giật cái tơn chết nha anh em. Thợ tiện rất là quan trọng, tôi nói với anh em như vậy. Thợ tiện làm cái dên là coi như là nhẹp tơn chứ không có cái vụ mà sượng sượng ha. Làm dên mà cái sượng cái xà thì thôi đó. Đó. Khóa vậy nè,
đâu phải mà hô mình dên nặng tịch rồi hô chạy nó nhẹ thì thôi chết rồi, nó đạn đũa trong đó thôi chứ đâu có gì. Đạn đũa nó quanh cái ắc này thì cái này nó xoay thôi đó, nó vậy thôi. Vô đóng ắc đồ vô đúng lỗ nhớt lỗ đồ thì nó bơm lên đây quỳ vèo lệt một phát đi, nó bơm yếu ăn rồi cái nó đứt bê là cũng chết. Tổng quan hàng này lòng xoáy cho chuẩn, sức bắp cho kính, nồi bắt mạnh, rồi bắt đầu còn lại là của ông thợ máy ráp vô cái chuyện mà bơm nhớt, rồi canh sinh cam, canh bố nồi sao chuẩn ngon lành thì nó chạy ngon lành. Còn ví dụ như cái này mà làm máy mà tiết kiệm không làm cà sạch cà xe thì nổ lên cứ ôm con cò mà ngồi từ sáng tới chiều canh miết luôn nó cũng kêu. Hoặc là dán cái bố này mà dán mà không có chịu kiểm tra cao su, không có chịu kiểm tra những cái lò xo này đó, lò xo nó phải căng thì nó không bị rung đầu, nó không bắt sớm cái máy, nó không bị tì khi nó tải. Dên vô nổ nhẹ nhàng làm sao mà sượng, nó dên một cái dòng sượng dòng không vô cái máy nổ nặng tịch, rô đai từ sáng tới chiều chưa dám giao cho khách nữa. Đó là tổng quan mình quay về cái con xe đời đêm lùng. Ngày mai thì bắt đầu mình sẽ ráp vô đó, máy Trung Quốc về mà hy vọng là thì thầm như mèo thở cho anh em coi, không đùa đâu, cái máy này êm lắm này. Đó, mai rồi mình sẽ gác lên xe này cách gì cái đường xăng gì cũng bự bự luôn đây. Xin ta lớn rồi đây. Bây giờ thì bye bye anh em nha, hẹn anh em trong cái video clip tiếp theo nha anh em.